Sau Gara Hạnh Phúc, Bảo Anh Cá Đông Lạnh sắp sửa tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn công an trong serial Khách, Cảnh sát hình sự. Trước thềm phim mới lên sóng, Bảo Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đáng chú ý, úp mở việc tham gia diễn xuất trong phim Làng Trong Phố. Hai nhân vật được yêu thích ở Làng Trong Phố là Hiếu và Mến cũng được nhắc đến trong bài đăng của Bảo Anh. Theo đó, Bảo Anh vừa chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với Doãn Quốc Đam và Duy Hưng. Đặc biệt, hai đồng nghiệp của Bảo Anh đang diện trang phục thường ngày của nhân vật Hiếu và Mến ở Làng Trong Phố. Trong khi đó, nam chính Gara Hạnh Phúc lại gây sốt trong tạo hình công an. Kèm theo bài đăng, Bảo Anh cho biết, cảm ơn đạo diễn Đại Khê Thủy đã cho em một vai cực kỳ số phận trong bộ phim Làng Trong Phố. Tất nhiên việc của hai anh em nhà này cứ để em thụ lý. Chia sẻ của Bảo Anh nhận được sự hưởng ứng của đồng nghiệp và đông đảo khán giả. Đố anh bắt được em, bình luận được Duy Hưng để lại. Bên dưới bài đăng, khán giả thể hiện sự tò mò về vai diễn của Bảo Anh ở Làng Trong Phố. Theo như chia sẻ của anh, có vẻ như sự xuất hiện của Bảo Anh sẽ gây khó khăn cho hai anh em Hiếu và Mến. Giải đáp một bình luận của khán giả, Bảo Anh cho biết mình sẽ xuất hiện ở phần hậu truyện của phim. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho sự tái xuất màn ảnh của Bảo Anh, người chuyên trị vai công an trên màn ảnh. Được biết, trong thời gian tới, anh sẽ tham gia phim Biệt Dược Đen cùng Huỳnh Anh, Lương Thanh, một sản phẩm thuộc serial Khách, Cảnh sát hình sự. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24h. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.